Tiểu sử nữ diễn viên chính trong phim Xà Nữ Tái Sinh, diễn tình kỳ lạ hơn 10.000 năm. Sau chuỗi thành công vang dội của một phim Nagin trước đó xoay quanh truyền thuyết về xà nữ của người dân Ấn Độ, bom tấn Bollywood Xà Nữ Tái Sinh, Nagin 5 sẽ chính thức phát sóng trên Today vào ngày 25 tháng 10. Câu chuyện của xà nữ tái sinh bắt đầu từ 10.000 năm trước, khi ưng tộc, chim ưng, đại bàng, diều hâu có khả năng thay đổi hình dạng thành người, nhưng tộc rắn thì không. Tộc đại bàng liên tục cướp bóc trở thành mối nguy hại cho nhiều loài. Đại bàng tấn công tộc rắn để lấy viên ngọc rắn hổ mang của thằng Shiva mà tộc rắn được lệnh canh giữ. Thằng Shiva đã ban phép thay đổi hình dạng cho tộc rắn để tiếp tục sứ mệnh của mình. Đồng thời người rắn đầu tiên được ban phép này, người rắn Negan Vadi, trở thành nữ thần xà quốc và có nhiệm vụ bảo vệ cho tộc rắn. Biến cố xảy ra khi thủ lĩnh tộc đại bàng Aikes mang lòng si mê người rắn Negan Vadi. Hắn ra tay giết người yêu của Negan Vadi là Riday và toàn bộ người rắn. Sau đó Aikes bị Negan Vadi giết chết, nhưng cô cũng bị thần Shiva trách tội vì không thể bảo vệ được tộc rắn. Negan Vadi tự sát và nguyện tái sinh cùng người cô yêu, nhưng lần tái sinh này đã thay đổi mọi thứ. 10.000 năm sau, Negan Vadi được tái sinh thành cô gái xinh đẹp tên Pani. Suhi Channa đóng, còn người tình kiếp trước, Riday, cũng đã tái sinh thành chàng trai tên Jay. Mohit Singh, hai người gặp lại nhau tại đám cưới một người bạn và nhờ mối duyên tiền kiếp mà họ vừa gặp đã yêu. Tuy nhiên tại đây họ cũng gặp lại kẻ thù truyền kiếp Ven. Sara Mahotra đóng, tên thủ lĩnh đại bàng tái sinh, một chuyến đi bất ngờ đưa Pani và Jay đến được ngôi đền bí mật. Cả hai đều biến thành người rắn và được phục hồi ký ức trong quá khứ, biết được mối hận truyền kiếp với Ven. Pani và Jay quyết định sẽ trả thù. Biết kịch xưa tái diễn, Ven cũng đem lòng yêu Pani trong kiếp mới nên luôn tìm cách chia rẽ Pani và Jay. Không lâu sau, Jay bị bắt cóc và bị giết. Mọi người đều cho rằng hung thủ là Ven, nhưng thực chất là người giết Jay lại là người anh sinh đôi của Ven. Vì quá căm phẫn, Pani đã giết chết anh trai của Ven để trả thù cho người yêu. Những tưởng hai người không đội trời chung, nhưng Pani và Ven lại phải cùng nhau đối đầu với thế lực khác đang muốn chiếm lấy viên ngọc rắn và thao túng sức mạnh của tộc đại bàng. Liệu thế lực này là ai và Pani và Ven sẽ làm gì để chống lại? Xà nữ tái sinh không chỉ mang đến câu chuyện mới trong series Nagin đầy hấp dẫn mà còn gửi gắm những thông điệp ý nghĩa về mối quan hệ giữa tình yêu và thù hận. Câu chuyện có sự đan xen giữa hiện thực và quá khứ, nhưng sự thay đổi về thời gian được thể hiện một cách hợp lý, chặt chẽ, gắn liền với hàng loạt diễn biến gây cấn từ chuyện tình trong quá khứ đến mối quan hệ sau khi tái sinh, khiến cho người xem khó rời mắt. Bộ phim còn quy tụ dàn sao Bollywood nổi tiếng như Hina Khan, Suhi Channa, Mohit Mehotra, Mohit Singh, Sara Mehotra, hứa hẹn làm nên giai thoại đặc sắc về một xà nữ hùng mạnh. Trong vai nữ thần xà quốc, diễn xuất bắt bát biểu cảm và đại từ của Suhi Channa gây ấn tượng mạnh với khán giả. Trước đó, cô ăn kiêng nghiêm ngặt để có hình thể thon gọn. Cô đoạt giải diễn viên truyền hình được yêu thích tại Nickelodeon Kids 2020 và nữ diễn viên nổi tiếng tại giải AGA 2020. Trước khi nổi tiếng, Suhi Channa từng làm quản lý sự kiện Người đẹp chạm ngõ màn ảnh với vai Quenty trong phim Teramenta, sau đó ghi dấu với bí mật gia đình họ Khang. Cuộc chiến gia tộc, truyền thông Ấn Độ thường gọi Suhi Channa là nữ hoàng mặt mộc. Cô cũng là một trong những người tiên phong làm đẹp thuần tự nhiên, tự nấu ăn và chăm dưỡng da. Vai diễn nữ thần xà quốc do Suhi Channa đã thực sự gây ấn tượng mạnh mẽ đối với người xem và đưa tên tuổi của Suhi Channa tiến lên hàng sau được yêu thích bậc nhất của phim truyền hình Ấn Độ. Tuy nhiên ít ai biết trước khi trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, Suhi Channa đã từng làm công việc quản lý sự kiện. Khi tìm thấy niềm đam mê với diễn xuất, cô đã quyết tâm theo đuổi đam mê của mình. Suhi Channa luôn lấy được tình cảm của khán giả bởi vẻ ngoài xinh đẹp, nụ cười đầy sức hút, phong cách ăn mặc hiện đại cùng lối diễn xuất ngày một trưởng thành theo thời gian. Cả hai người yêu của Suhi Channa trong Xà Nữ Tái Sinh cũng là những gương mặt đình đám của màn ảnh Bollywood, gồm Mohit Singh và Sara Mehotra. Mohit Singh gây được sự chú ý trong phim điện ảnh Delhi High 2007, sau đó tham gia vào nhiều phim truyền hình dài tập và các chương trình truyền hình Ấn Độ. Sara Mehotra sinh năm 1983, là người mẫu diễn viên từ năm 2004.
có mối tình kéo dài gần thập kỷ ngoài đời thực với nữ diễn viên xinh đẹp Dzhenka Trivathi, nhưng là bất ngờ đường ai nấy đi trong sự tiếc nuối của đông đảo người hâm mộ. Dù không may mắn trong chuyện tình cảm, nhưng sự nghiệp của Sara lại phát triển quá tốt. Anh có trong tay gần 10 giải thưởng danh giá về nghệ thuật. Tính đến thời điểm hiện tại, tài tử đào hoa sau chia tay Dzhenka Trivathi trong 8 năm 2007 đến 2015, sau đó chia tay Fujabis năm 2016 đến năm 2018. Một năm sau đó, anh kết hôn với người đẹp Trixie Hatia.